Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel Giờ Bình Dương 24 giờ. Thì hôm nay mình lại cập nhật cái lô xe bên cửa hàng xe máy Cao Lê. Địa chỉ vẫn là 497A Nguyễn Tri Phương, phường An Bình, Dị An, thành phố Dị An, Bình Dương. Thì clip 1 thì mình đã quay cửa hàng bên kia, clip này thì mình quay ở bên nhà bên này. Các anh chị và bạn nào mua những dòng nào thì mình có thể là tham khảo hai clip. Xe gì cũng có hả, số lượng rất là nhiều luôn. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có chị Hà sẽ hỗ trợ giới thiệu cho anh chị và bạn ha. Hello, chào tất cả anh chị em nhé. Lại tiếp tục quay trở lại với live của cửa hàng xe Cao Lê em nhé. Kính chúc tất cả anh chị em mình thật nhiều sức khỏe, bình an trên mọi nẻo đường, có một kỳ nghỉ lễ thật là đầm ấm và sung túc hạnh phúc nhé. Vâng, hôm nay em lại tiếp tục cập nhật cái lô xe bên cửa hàng thứ hai các anh chị này. Giá xe tầm trung tầm vừa để cho anh chị em mình làm phương tiện đi lại nhé. Đấy, ví dụ như những cái xe bê đầu bò này, FI phun xăng điện tử, giá rất là bình dân mà đều là FI rồi, anh chị em mình đi làm đi chơi thì cũng rất là ok nhá. Anh chị em mình quan tâm thì ghé tham quan mua sắm tại địa chỉ cửa hàng xe Cao Lê em quen thuộc là 497A Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Đường 4, phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Hai bên cửa hàng em cách nhau 10m thôi, luôn mua bán trao đổi tất cả dòng xe đã qua sử dụng, hỗ trợ trả góp, hỗ trợ ship xe, có hỗ trợ sang tên đổi chủ cho anh chị em. Nếu anh chị em ở xa cứ đặt cọc 2-3 triệu em ship cho các anh chị nhé. Miền Trung, miền Bắc em hỗ trợ 50% phí ship, các chị ở các tỉnh thành phía Nam miễn phí ship cho anh chị em mình luôn. Và anh chị em mình lấy xe tại cửa hàng bớt lộc lá, giảm giá nhiều nhiều cho anh chị em mình luôn này. Vẫn giảm giá từ nay tới 30 tháng, đến 30 từ 1 tháng 5 luôn. Và bên em vẫn phục vụ anh chị em và mình vào những dịp lễ nhé. Cảm ơn tất cả anh chị em rất nhiều này. Để em và Việt sẽ bắt tay vào báo giá lai xe cho các anh chị mình xem nha. Rồi, Luviat. Luviat, mình chốt Luviat FI phun xăng điện tử này. Giá chỉ có 12.900 thôi các anh chị nha. 12.900. Vâng, chiếc này biển số 61 Bình Dương này, 13.500, rồi lấy xe tại cửa hàng bớt 500 lộc cho anh chị em mình luôn, còn 13 triệu thôi. Chiếc này biển 60 Đồng Nai, 13 năm luôn, chiếc nào cũng bớt hết đó các anh chị nha. Vâng, chiếc này biển 60 Đồng Nai, 13.300.000 đồng. Rồi, chiếc này chỉ có 12.900 thôi nhưng vẫn bớt lộc 500 luôn. Vẫn bớt luôn. Vẫn bớt luôn. Đó, lễ thì anh em mình cứ bớt tới mình mua. Lớn nhỏ thì em đều bớt hết nên anh chị em mình cứ yên tâm nha. Vâng, Vision này, màu đỏ đô cực kỳ đẹp luôn, biển 60 Đồng Nai luôn các anh chị nha. Đấy, xe này bán anh chị mình 14 triệu đồng các anh chị này. 14 triệu. Mio Classico. Classico này, 10.300.000 đồng, vẫn cứ bớt 500 cho anh chị em mình luôn đi. Đấy. AB đầu bò. AB đầu bò này, biển 61 Bình Dương, đầu bò hôm nay em nhiều lắm nhá. Giá xe tầm trung tầm vừa thôi này các anh chị này. Chiếc này cũng 13 năm luôn các anh chị nhá. Đó, bớt lộc cho anh chị em. Rồi. Mình. Vâng, chiếc này 10.5 vẫn bớt lộc 500 luôn. Chiếc lít này 19 năm này vẫn bớt 500 luôn các chị này. Đấy. Chiếc RX này 15.800 rồi vẫn bớt lộc anh chị em mình 500 luôn. Ok. Đấy, xe Zanus nào cũng bớt hết nhá. Zanus này 18 năm vẫn bớt 500 lộc luôn. Còn cái dòng F size 150 này bớt nhiều nhiều cho anh chị em mình. Xả luôn này. Xả luôn, xả nhiệt tình luôn. Đấy, xả lỗ luôn các chị ạ. Lỗ rồi lỗ thêm chút nữa không sao hết. Chiếc này 2017. 21 triệu rồi giảm triệu luôn đi, lấy 20 triệu thôi. Ok. Rồi em 135. 135 này, 15 triệu 8 rồi giảm 500 luôn các anh chị này. Rồi, Winner V1. Winner V1 này, cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Con này 19 triệu 500 rồi giảm 1 triệu luôn đi, lấy 18 năm này. 18 năm các anh chị nha. Con này là 2020 này, đèn LED cao cấp 2019 nhé. Đèn LED cao cấp đồng hồ điện tử này bán anh chị mình 245. Okay. Rồi giảm, con này giảm 500 rồi này. Cái này em báo sát giá lắm rồi các anh chị thông cảm nha. Vâng, chiếc ẹt trắng đỏ này 19 năm rồi giảm triệu luôn đi, 18 năm. Chiếc này 18.8 này giảm triệu luôn này. Winner V1 21 năm giảm triệu luôn, còn 19 năm này. Giảm nhiệt tình cho anh chị em mình luôn nha. Rồi, click. Chiếc lít này màu trắng sữa các anh chị này, biển 66 Đồng Tháp. Xe này em bán anh chị em mình 18.900.000 đồng nhé. 18.900. 18.900. Rồi, AB. Vâng, chiếc AB này cực kỳ đẹp luôn các anh chị này, biển 61 Bình Dương 2010 FI phun xăng điện tử. Em bán anh chị em mình 16.300.000 đồng, biển số 61 các anh chị nha, FI phun xăng điện tử này, máy cực chất luôn. Vâng, chiếc này biển số 72 Vũng Tàu này, em bán anh chị em mình 15.500 FI luôn các anh chị nha, FI phun xăng điện tử này. Novo 6. Vâng, chiếc Novo 6 này biển số 47 13.500.000 đồng. Chiếc AB này 26 17 biển 68 Kiên Giang 24.700 các anh chị này.
Grander. Grander 18.700 biển số 35. Grander thì số lượng nhiều nha. Nếu clip 1 thì nó có đủ màu ấy. Rồi, clip bên này hai màu các anh chị nhá. Vâng, chiếc này này, AB màu đỏ đen 19.500 biển số 60 Đồng Nai các anh chị nha. Hãy kết chốt ủng hộ em nè. Rồi, clip màu trắng này. Chiếc clip màu trắng sữa này các anh chị nè. 19.300.000 đồng, biển số Thành phố Hồ Chí Minh luôn. Vâng, chiếc AB này 19.800 này. Đẹp, cam đen. Chiếc Vision màu xanh. Nhớ màu xanh rêu này. 25.500 các anh chị nhá, biển số 9 Cà Mau. Vâng, chiếc AB này biển số 9 Cà Mau luôn, 20 triệu luôn các anh chị này. Chiếc AB này biển số 59 Thành phố Hồ Chí Minh 19.800.000 đồng. 198 các anh chị nhá. AB 2010 FI phun xăng điện tử này 15.800. Chiếc ẹt 135 16 năm luôn các anh chị này. 16.500. Đấy, ai kết chốt ủng hộ em. Số lượng rất chỉ là nhiều luôn, hai bên cửa hàng em cách nhau 10 mét thôi các anh chị nhá. Còn chiếc này là chi Asilo này, có 9.500.000 đồng thôi. Nếu mà anh chị em mình lấy xe tại cửa hàng còn lại có nhiều đâu, có 9 triệu. Asilo thì luôn. Bên này có màu xanh, bên kia có màu đỏ. Bên kia có chiếc màu đỏ bán đồng giá luôn. Anh màu chị em mình luôn. Thích màu xanh lấy màu xanh, mà thích màu đỏ lấy rồi. Màu đỏ. Grander màu đen. Grander màu đen ngay chị này 2015 16 luôn, bán anh chị em mình 19.500. 19.500 Bạc Liêu. Vision màu đen này. Vision màu đen này chỉ có 20.500.000 đồng thôi. Biển số 79 ngay chị nhá. Vâng, Vision màu đỏ đô này 25.500.000 đồng. Quá thông minh cao cấp. Thực chất luôn anh chị. Vâng, chiếc Vision màu trắng, màu trắng đen này biển 60 Đồng Nai các anh chị nha. Bán anh chị mình 18.900 thôi. Ok. Chiếc Click này chỉ có 9.500.000 thôi. 9.500.000 thì còn lại 9 triệu thôi à. Còn Vision này 13.900 các anh chị này. Đấy. Hai bên thì nhiều xe lắm luôn đó các anh chị. Về ngập nhà luôn này này. Bữa bán trống rồi, bữa nay lại về đầy luôn ở đây. Chuẩn bị lễ cho anh em. Đấy, chuẩn bị xe đi lễ cho anh em này. Anh em mua xe này đi lễ rất chỉ là ok này. 125 FI phun xăng điện tử này. Biển 93 Bình Phước giá chỉ có 19.800 thôi nha anh em. 19.800. Rồi, Vision màu đỏ này. Biển 61 Bình Dương 14.300 nha anh em. 14.300. Đấy, cứ bớt lộc giá cho anh em. Noza trắng này. Noza màu trắng này 12.500 này. Bớt lộc 500 luôn cho anh em luôn này. Lumias 13 năm. Em bây giờ là FI phun xăng điện tử này. Rồi, Vision 13.500 Vision này. Biển 61 Bình Dương 13.600. Chiếc này 95 Hậu Giang 12 năm ngay chị này. Màu đen. Chiếc màu đen nhám này. Biển 66 Đồng Tháp này 13.800 luôn. Đấy, nhiều lắm luôn nha anh em nhé. Chiếc rim đi làm này, máy cực chất luôn này. Chạy vẫn ok lắm. Chạy ok lắm, có 3.200.000 thôi à. 3.200.000. 3.200.000. Đó, biển số 92. Chiếc Vision này rẻ tiền nhất nhà luôn các anh chị em này, 12.900.000 đồng thôi. Biển 93 Bình Phước nha, rẻ tiền nhất luôn các anh chị này. Vâng, Surus các anh chị ơi, Surus biển 67 An Giang 15.200.000 đồng nhá. 15.200. 52. Tiếp tục Surus. Surus FI này, biển 59 11 năm. Wayanfa. Wayanfa WA 2016 máy trăm 12.8 các anh chị nhá. Future này 2015 16 luôn, 17.800. FI phun xăng điện tử bánh mâm thắng đĩa các chị này. Surus RC màu cái gì ta? Sám. Sám cam. Nhiều lúc quên mất. 15.2. 15.2. Rồi con Elegant 50. Elegant 50cc biển 69 Cà Mau 9.200.000 đồng nha anh em. AB 2010 này chỉ có bao nhiêu ta? 16.500 thôi. 16.500. Biển số 61 à, 9 nút luôn kìa. Số 9 nút luôn, số đẹp luôn á. Nô 5 nè, biển 68, 9.800 thôi. Chiếc này là Vespa các anh chị nha, 15.700. Vespa 50cc. Ok, xin lỗi. Vespa 50cc. Vespa 150. Vespa 150 nha các anh chị nha. 150 con Vespa 50cc bữa bán rồi. 50cc bán rồi. Ok. Rồi. CC đã bán về gì? Đâu? Về tới Lai Châu hay gì đó. Bán về Lai Châu luôn. Vision này các anh chị này biển 69 Cà Mau nha. Xe này em bán anh chị mình 13.500. 13.500. Imlup này 12 năm các anh chị này, 2015 16 luôn. Chiếc này Imlup nó biển số 48 các anh chị này, 10.500 thôi. Ok. Vision màu đỏ này. Vision này chỉ có 20.5 mà chiếc này 24.800, quá thông minh các anh chị nhé. Số đâu chị? Con trong á. Này 62 Long An này. Rồi. Tiếp tục Vision nữa này.
Chiếc Vision này người anh em Hà Nội đặt cọc rồi nè. Ad đặt cọc rồi nè. Ad cũng đặt cọc rồi. Đúng rồi. Novo 6. Novo 6 thì 13.700.000 các anh em nhé. Novo 6 13.7. Đấy, đẹp lắm luôn. Chiếc này rẻ tiền mà cũng đẹp chứ, mà chưa thấy ai mua này. Chiếc này 4.9 4.9. Biển 70 Tây Ninh. Nữ hoàng Elizabeth. Nữ hoàng Elizabeth đây. Anh chị em mình mà lấy xe tại cửa hàng vẫn được bớt lộc lá như ai thôi. Chiếc Classico này có 7.900.000 các anh chị nè. Chiếc Way Redis này, máy 110. Biển số 83. Bán anh chị em mình 10.500.000 nhé. 10.500.000. Chiếc AB này 2008 lên Thái này. Biển 70 Tây Ninh. Xe này bán anh chị em mình 12.600.000 đồng. 12.600. Đấy. Xe rồi. Còn dài dài phía trong nữa đấy. Way Redis siêu nhân này, 7.500.000 thôi các anh chị này. 7.500.000. AB lên Thái này 11.900.000 nhé. Đi số 59 hả? Chiếc xe Way bên kia 8.900.000. 8.900.000. Ok. Nhiều lắm luôn đó các anh chị này. Rồi. Thì đó là mình quay sơ bên này á. Anh em mình xem được cái clip bên này á thì mình muốn mua xe nhiều hơn thì có thể là tham khảo lại clip mình quay ở cửa hàng bên kia nữa ha. Hai bên cửa hàng cách nhau 10 mét thôi các anh chị ạ. Anh chị em mình ở gần cứ ghé trực tiếp xem xe đi. Chạy thử test thử thoải mái luôn, bao thợ thầy kiểm tra luôn các anh chị nha. Ghé tham quan mua sắm ủng hộ em, cảm ơn tất cả anh chị em mình rất nhiều nha. Rồi. Kính chúc anh chị em mình thật nhiều sức khỏe, bình an trên mọi nẻo đường.